Hơi lạc nha. Mình nấu nè. Không ngon như bình thường nha. Canh mặn cho mình nó chan vô. Cái lỗi nhà nấu ngon không? Không, cái này nấu với chả cá mà. Cái nhà nấu ngon hơn, sữa này nấu ngon không? Ngon nè. Không, mình để thử coi. Đúng không? Hơi lạc đúng không? Cái sao cái này? Vậy mới lạc nữa. Cái này nó mặn, mình ăn vô mặn nên ăn cái này ngon. Ờ, chắc vậy. Không, cái này là nó không phải nó mặn mà nó đậm, ăn với cơm. Đúng cái này vì tại vì cái này đậm xong mình ăn cái này mặn. Thì ăn với lại món này là quá. Nấu nè mọi người. Nghe không? Rất ngon nha. Cái này mặn lắm. Đợi em hết đồ ăn thì sao ngon. Ngon. Nó nói cái gì? Đồ ăn phía sau ngon lắm thì chị ơi. Sao ngon. Kìa kìa nhìn kìa. Tiệm ăn cái này lại. Mà cuối cùng nó ai dính đâu mình em dính nha. Dính rồi cho nó bớt. Cái món này đúng là trời kêu vui. Cái món này đói là phải ăn thôi. Đói là phải ăn thôi. Mà cái món này là toàn nửa đêm thôi. Đúng. Mà thêm ăn với bự nha. Thêm ở hành tép mỡ nha. Ngon quá. Không là mình thắng liền á. Không trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Quý lắm á, một giọt nước mắm rồi. Quý cơm tấm nó ngon, quý giọt nước mắm. À ha. Trời ơi, điếm sư. Điếm sư. Thấp nè. Đông lạnh rồi. Không, ảnh làm chứ không đông lạnh đâu. Nóng, nóng. Ý là, ý không phải là cái hạt đông lạnh. Không, không, anh nói như ai vậy hả? Ngồi cái này đông lạnh. Ai vậy hả? Ngồi cái này đông lạnh. Ý là ý không phải là cái hành tây đông lạnh. Cái này là đông lạnh. Không không, anh ấy đây là tương ớt Chinsu, vạn món ngon bùng vị. Trời ơi, để ngọt quá chung. Đồ ăn nữa mà sao chơi rồi. Đúng rồi, được chơi được trò. Đồ làm ở đây á, bếp này cảnh nè. Ở chế này xong chơi cái nữa hả? Cái này mua tôi ở siêu thị mà. Đồ làm ở đây. Đồ làm ở đây. Để mua cái bánh kia. Thôi đừng có đi ăn cắp giùm con cái đi, đi ra. Tôi xin cái bao tay. Không có cho xin một cái gì hết. Vô nè, nhảy vô nè thì cho. Không. Chị Harry, chị Harry, chị cắt cho mình. Ủa, cái bao tay chi vậy trời? Ê Khánh ơi, xong chưa Khánh, nó nóng lắm rồi Khánh ơi. Xong chưa? Cái gì bữa? Trời ơi, sao ngậm cái bao tay vậy Khánh? Ủa? Nấu gì ta? Kéo bao tay khó làm quá. Nấu gì ta? Tiếng rồi chú biết. Bên kia thơm rồi đó, bên kia thơm rồi đó. Em cũng thơm liền nè. Cơn trên cái cháy tóc nhỏ. Tôi kìa giờ để ăn kèm đúng không? Chị hơi xào với lá lốt kìa. Anh ơi. Rồi. Lửa còn là không. Ủa sao cái bếp này mở không được? Anh mở bếp rồi em ơi. Má tôi gì trời. Gì trời. Trời ơi. Harry làm fusion luôn kìa, ghê không? Cái gì bỏ vô luôn rồi. Xong rồi. Cái này là phải bỏ sao đúng không anh? Phải bỏ trước đúng không? Từ. Anh bỏ nhiều đường. Cái vị vậy anh phải. Nó đổ cười. Xong chưa, xong chưa? Sau này em sẽ nấu cơm, học kho cá với thơm. Mình chào nhau bằng những cái ôm. Chính rồi đó cô ta. Chị đậm. Trang trí mấy đứa ơi. Trời, món này như món hàng ăn trong nhà hàng Tây á. Chút xíu rồi. Thôi đừng bỏ trứng vô, nó tào lao á. Xong chưa? Thế rồi mình bị thiếu mấy cái cà chua. Xíu tiêu lên đây nè Quỳnh. Không sao, có đã bỏ rồi. Ủa không có hành ngò gì hết trơn vậy ta? Bà Ngân ơi là bà Ngân. Dạ. Trái cái chảo của chương trình rồi. Đâu, nãy để đây nó tự khét rồi. Tự á, không có lỗi của ai bên này hết trơn á. Ui mà hai đứa em cũng biết nấu ăn hay á. Tự á, không có lỗi của ai bên này hết trơn á. Hay á. Chúng ta còn 10 giây. Dạ được. Đẩy nắp lại cho biết mực. Một bên thôi, một bên thôi. Làm chiếc muối tiêu. Không có cái tô nào mà vừa đủ nhỏ để cho nó đẹp vậy ta. Không. Lấy cái đồ đũa trộn này lên nè, cái con bị tứa máu trộn nó đẹp lại nè. Rồi. Lên đây luôn nào. Đón xem Bếp Vui Bùng Vị lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần chỉ có trên HTV2 V Channel. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu độc quyền trên Vion.